này rất ok. Bây giờ mà đây mình ăn mấy phép trong cả nhà ơi. Ai đó chưa được 20 người, yên tâm. Được không? Ở đây được không em? 20 người á. Ăn ở đây được không? Được, không sao. Cái gì nè, bên cái này. Đó. Cái này là cái này đi, cái đơn giản cái phần này. Là cái này lớn mà cái này. Cái gì đó? Lớn hết thì thêm mini. Cái gì? Dạng số 4 nè. Rồi cái này một cái nào cái này? Số 4. Vậy là bỏ tô. Cái gì nữa? Rồi ăn tô đi. Học tình anh riêng một tô. Hai cái này một cái này. Hai cái này luôn em. Ủa vậy hả? Vậy là 4 cái hả? Đúng rồi. Cảm ơn. Tin tức đi em. À. Đây cũng món vua. Để ta đi em, lên bàn đi. Có hai không, cái nào của Linh? Ở đây, để xác được. Để tôi nào bàn đầu. Ủa sao có 3 cái vậy? 4 á, phải 4. Rồi, à, cái này gọi là gì? Tên? Biết rồi mà cái món. Rồi đây này gọi là thạch thảo mộc, đặc biệt cái nhà. À, mình thôi giờ thêm hai cục khoai môn nữa nha các bạn. Đã không? À, mình đi chung cái này ăn luôn ha. Hộp hộp sữa của đây được rồi. Đổ chung vô nha. Lạnh đã béo đâu bạn.
thơm mùi thảo mộc á. Ngon quá. À. Cái này lo cái này là gì? Không, cái này là khoai lang dẻo. Cái này là khoai lang khô. Cái này là khoai lang dẻo. Khoai lang dẻo này nè. À. Đúng dẻo rồi. Đúng dẻo không? Cá bào á, cá bào diễn ra ngon mà, lạnh đại, mùi thảo mộc á, phải làm à, à, quên sorry nha, à, đây là phải mua bên cả nhà, thơm bùi, béo. Thêm cái này ngon.
là anh đã hết. Thảo Ngọc à, ngày mát tốt khỏe không bạn? À, cái dịp nào các bạn đi ngang đường Phan Xích Long Phú Nhuận nè, phường 7 ha, bạn ghé đây thưởng thức ha. Đây chút mình xíu mình để địa chỉ cho các bạn ở dưới ha, đây địa chỉ để cái giá cho các bạn xem ha. Đây có giá niêm yết rồi, xong rồi bạn có đợi thêm gì thì bạn gọi tiếp lại quầy rồi ha, quầy gọi nhân viên ha. Rồi nóng á, dễ nhiệt cái này tốt á. Quá nào, ngon á, tuyệt vời bạn. Thôi, nói chung là quýt có là ngon mà. Thích tập cho mọi lứa tuổi ha. Học sinh sinh viên thì các bạn trẻ thì nói chung là lớn ăn cũng được, dễ nhiệt thôi. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn tiếp sau. Nhớ like, subscribe, share cho mọi người biết các bạn. Bye bye.